xã Tân Thuận, nằm về phía đông bắc, tiếp giáp sông Gành Hào và Biển Đông, cách trung tâm huyện khoảng 19 km về phía đông. Xã Tân Thuận thuộc huyện Ngọc Hiển cũ từ ngày 25 tháng 7 năm 1979 đến ngày 17 tháng 12 năm 1984. Quyết định 75 ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng xã Tân Thuận thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải. Quyết định 168 ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển cũ thành huyện Đầm Dơi, khi đó xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi. Nghị quyết ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Từ thời điểm đó đến nay, xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau. Theo danh mục lộ trình phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Cà Mau được phê duyệt theo quyết định số 896 QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo quyết định số 407 QĐ-UBND ngày 7 tháng 3 năm 2017, thì trong hệ thống các đô thị loại 5 dự kiến hình thành giai đoạn 2021-2030 có tên đô thị Tân Thuận. Ngoài ra, theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc gia giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại quyết định số 241 QĐ-TT ngày 24 tháng 2, 2021 của Thủ tướng Chính phủ có tên đô thị Tân Thuận. Đó là cơ sở để địa phương lập đề án đề nghị công nhận đô thị Tân Thuận đạt tiêu chí đô thị loại 5 theo quy định. Nghị quyết số 16 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân xã Tân Thuận về việc thống nhất nội dung đề án đề nghị công nhận khu đô thị Tân Thuận, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đạt tiêu chí đô thị loại 5. Nghị quyết số 68 ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện Đầm Dơi thông qua nội dung đề án đề nghị công nhận khu đô thị Tân Thuận, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đạt tiêu chí đô thị loại 5. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trên người trên một năm, bằng 0,67 lần thu nhập bình quân đầu người trên cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trong các năm qua của xã Tân Thuận đều giảm. Theo đó, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo khu vực đô thị Tân Thuận chỉ còn 4,48%. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng trong nông, lâm, ngư nghiệp. Kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư mở rộng, khang trang hiện đại, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Về hiện trạng hạ tầng xã hội, nhà ở, tỷ lệ nhà tạm giảm dần, tổng diện tích sàn nhà ở năm 2021 đạt 275.306,4 m², bình quân đạt 42,36 m² sàn trên người, tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố là 85,83%. Về lĩnh vực y tế, mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trên địa bàn có một trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế, với quy mô khoảng 5 giường, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Về giáo dục và đào tạo, hệ thống giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư, thường xuyên thực hiện công tác vận động nhân dân, quan tâm cho con em trong độ tuổi cấp sách đến trường. Đội ngũ quản lý giáo dục, nhà giáo dục cũng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn. Trên địa bàn có trường mẫu giáo Tân Thuận, trường tiểu học Lưu Hoa Thanh, Hòa Hải, Hiệp Hải. Về hành chính công cộng, trung tâm hành chính đặt tại ấp Lưu Hoa Thanh và các trụ sở văn phòng ấp Lưu Hoa Thanh, Hòa Hải, Hiệp Hải. Về văn hóa, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chủ trương lớn của địa phương được tổ chức dưới nhiều hình thức và nội dung đổi mới. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ngoài trung tâm văn hóa khu đô thị Tân Thuận, hệ thống văn hóa xã tương đối đầy đủ, khu đô thị Tân Thuận còn có các điểm sinh hoạt văn hóa ấp. Về thể dục thể thao, hệ thống trung tâm thể dục thể thao xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Về thương mại dịch vụ, đô thị Tân Thuận hiện có chợ Tân Thuận, các điểm buôn bán nhỏ lẻ hoặc các cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi của người dân. Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. Về giao thông, mạng lưới giao thông trên địa bàn đô thị Tân Thuận đã và đang được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Xã có tuyến đường Đông Tây, mặt đường có bề rộng khoảng 12 m, kết nối với khu vực phát triển đô thị và khu vực phía đông huyện Đầm Dơi. Bên cạnh đó, xã còn có một tuyến đường ô tô về trung tâm,
một bến cảng hàng hóa kết nối với các khu vực lân cận. Với tính chất là đầu mối giao thông cấp vùng liên huyện, đường có bề rộng phần xe chạy là 7,5m, hai tuyến đường tổng chiều dài là 8,96 km. Tổng diện tích đất giao thông toàn đô thị là 33,68 hectare, chiếm 30,06%, mật độ đường giao thông là 8 km trên 1 km vuông, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng là 2,51%. Về cấp điện, khu vực đô thị được cấp điện đầy đủ do gần vị trí các trạm 110 trên 22 kV Đầm Dơi. Ngoài ra, trên địa bàn xã Tân Thuận còn có hệ thống điện gió Tân Thuận đảm bảo phục vụ tốt. Mạng lưới phân phối chạy dọc theo các tuyến lộ chính, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đô thị. Hệ thống lưới điện dành cho tín hiệu giao thông và cho chiếu sáng, các tuyến giao thông đều đã được đầu tư hoàn chỉnh, sử dụng lưới điện quốc gia. Về viễn thông, số thuê bao Internet băng rộng cố định và băng rộng di động là 32 thuê bao trên 100 dân. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số là 100%. Về cấp nước, tổng công suất cấp nước là 900 mét khối trên một ngày đêm, cấp nước sinh hoạt là 133,47 lít trên người ngày đêm, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh là 96,6%. Về thoát nước, chiều dài tuyến cống thoát nước là 3 km, đạt 2,66 km trên 1 km vuông, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật là 0% do chưa có công trình xử lý. Về chất thải rắn, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý là 80%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt là 85%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh là 85%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải là 100%. Về nhà tang lễ, khu vực không có nghĩa trang nhân dân quy hoạch theo tiêu chuẩn, nên các hộ dân còn chôn phân tán theo các khu đất ở gia đình và tập trung theo họ tộc, gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng là 0%. Về cây xanh đô thị khoảng 46,272m², đạt 7,12m² trên một người. Về hiện trạng kiến trúc cảnh quan đô thị Tân Thuận trong thời gian qua, có sự phát triển nhanh theo hướng văn minh và hiện đại. Tuy nhiên, khu vực đô thị Tân Thuận chưa ban hành quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị. Về tuyến phố văn minh, trên địa bàn có tuyến đường ô tô về trung tâm xã Tân Thuận và đường Đông Tây đã đảm bảo các tiêu chuẩn về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an toàn giao thông theo quy định tại nghị quyết số 1210. Tuy nhiên, cần có quyết định công nhận là tuyến phố văn minh đô thị để đảm bảo theo quy định. Hệ thống không gian công cộng cho người dân được đầu tư phát triển mạnh cùng với việc nâng cấp và chỉnh trang đô thị. Có hai dự án chỉnh trang đô thị là cải tạo trồng mới cây xanh đường ô tô về trung tâm xã, nâng cấp vỉa hè xây dựng hệ thống thoát nước của đường Đông Tây. Trên địa bàn xã Tân Thuận chưa có công trình di sản văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu. Đô thị loại 5 là tôi rất là mừng. Bản thân là người dân thì cũng vận động bà con cũng như là những người lân cận đó là ủng hộ rồi làm sao để gắn giữ vững rồi phát triển nhiều hơn nữa. Trước đây so với bây giờ thì nó có khác, tức là trước đây là không có công ty xí nghiệp cũng như là cái công ty điện gió rồi các cái cụm công nghiệp về. Bây giờ về đây thì tạo công ăn việc làm nó rất là nhiều cho cái hộ bà con nghèo. Rồi bản thân tôi cũng vậy, thấy rất là phấn khởi. Đường xá từ đây cho đến chỗ huyện đó là đã được thông thoáng và từ hồi trước tới bây giờ thì chưa có. Được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 5 là dấu ấn lịch sử ghi nhận thành quả phấn đấu của nhân dân và các cấp chính quyền xã Tân Thuận trong những năm qua, đáp ứng nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thuận và là nguồn động viên khích lệ to lớn để đô thị Tân Thuận tiếp tục phấn đấu khắc phục những yếu kém, bất cập, khai thác tốt hơn các lợi thế của mình để xây dựng đô thị ngày càng văn minh và hiện đại. Đảm bảo các tiêu chí về môi trường, phát triển bền vững, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế nhất là công nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ,